Quan chức quốc phòng Hoa Kỳ gặp Ngoại trưởng Nam Hàn để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn. Tin từ hãng Thành, Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter đã gặp tân Ngoại trưởng Nam Hàn, ông Yoon Bun-se tại thủ đô hãng Thành để thảo luận về vấn đề Bắc Hàn trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Carter đã tới thủ đô hãng Thành từ ngày hôm qua. Ông sẽ ở lại hãng Thành 2 ngày trong một chuyến công du châu Á. Chuyến viếng thăm được thực hiện vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Nam và Bắc Hàn cùng với đồng minh của Nam Hàn là Hoa Kỳ. Tân Tổng thống Nam Hàn bà Park Geun-hye đã kêu gọi Bắc Hàn từ bỏ tham vọng nguyên tử và chấm dứt lãng phí nguồn lực hàng hiếm của mình vào vũ khí. Bắc Hàn đã đe dọa chiến tranh nguyên tử với Hoa Kỳ để đáp trả các biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc vì vụ thử nguyên tử của họ vào tháng 2 vừa qua. Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố sẽ tấn công Nam Hàn và Hoa Kỳ vì cuộc tập trận chung của hai nước này. Ông Carter cam kết duy trì mối liên minh vững chắc với Nam Hàn. Sau cuộc họp với ông Dung, ông Carter đã dự trù sẽ tới Bộ Quốc phòng ở tại thủ đô Hãng Thành để gặp Bộ trưởng Quốc phòng, ông Kim Kwan-jin. Họ dự trù sẽ thảo luận về mối đe dọa ngày càng gia tăng và các hành động khiêu khích có thể của Bắc Hàn, cũng như các giảm ngân sách quốc phòng tại Hoa Kỳ.